tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 23 của loại hình xổ số Power 6/55. Công ty xổ số điện toán Việt Nam đã xác định người trúng giải jackpot đầu tiên trị giá gần 5,8 tỷ đồng. Đây là lần thứ hai kể từ lúc ra mắt vé số điện toán tại Việt Nam. Khách hàng trúng giải không sử dụng mặt nạ che mặt trong suốt quá trình nhận giải.